chào mọi người, chào mọi người, chào đại gia đình, gia đình nhiều lắm nhỉ. Hello, hello, xin chào. Xin chào thầy Trần Duy Quý. Xin chào danh hài chiến thắng. Ok. Đấy. Đấy, đây là con trai Lê Bảo Trân. Chia sẻ và lên trang cá nhân và nhiều hội nhóm cho mọi người nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Ok. Xin chào các tình yêu. Hôm nay tại vườn Lan Thanh Tùng, với sự có mặt của giáo sư Trần Duy Quý, chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Hoa Lan Việt Nam AOV, cùng với danh hài số 1 Việt Nam chiến thắng, rất đẹp trai. Hiện nay đang có một đứa con tinh thần là mua bán ve chai. Hello, xin chào mọi người, xin chào mọi người. Đấy, đây là em Lê Kim Thành nhá. Đấy, đây là em Lê Bảo Trân. Mà sau này tuân đẹp trai thế nhỉ? Đấy, giới thiệu với cả nhà, đây là em Hà Văn Cao, đến từ vườn lan Văn Cao. Sông Lô Vĩnh Phúc nha anh em. Sức khỏe. Cả nhà mình chia sẻ cho anh Tùng nhiều like đấy nhá. Và tí em Cao cũng biết chia sẻ luôn ạ. Ok, cảm ơn em. Đấy, còn đây là anh trai Huân Nguyễn. Chào mọi người nhá. Mong mọi người tối nay bùng nổ hết cỡ luôn nha. Ok, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Đây là còn đây là chủ thớt. Thanh Tùng đẹp trai, đầu hói dễ thương, xin chào cả nhà. Chúc mọi người buổi tối thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Em chào anh Nguyễn Minh Tốt. Chào Trần Bắc. Hello Phước Phạm. Chào em trai Toàn Họ Lê nhé. Ủa sau này mình đẹp trai dữ trời. Xin chào anh trai Nguyễn Duy. Chào Thiệp Lê. Đâu rồi mọi người, đâu có ai không? Chào Lường Kế Sơn, mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Em chào anh Trường Nguyễn Trường. Rồi bây giờ Tùng gọi cái nha. Câu gọi là gì ta? Câu slogan của Tùng nha. Mọi người ơi, chia sẻ cho Tùng đây. Chào Lê Tài, chào Thiên Nguyễn, chào Hoàng Kiên. Xin chào mọi người. Đấy, tối hôm nay thì tại vườn Lan Thanh Tùng có sự có mặt của giáo sư Trần Duy Quý, cùng với danh hài chiến thắng em Lê Bảo Trân, em Lê Kim Thành. Đấy. Và một số anh em khác, em Hà Văn Cao và anh Huân Nguyễn tại vườn Lan Thanh Tùng. Trước khi vào câu chuyện thì xin mời mọi người hãy ngắm Tùng, ý lộn, ngắm Lan. Chào Trịnh Dinh. Hello Gia Bảo. Chào Hà Hạnh. Chào Trần Đạo nha. Chào bạn yêu Nguyễn Bá Quang. Mọi người ơi, chia sẻ cho Tùng đây. Chia sẻ đi, hôm nay anh em sẽ có cơ hội sưu tầm mặt hoa đang bùng nổ mấy ngày hôm nay. Đó là người đẹp không tên. Bên cạnh đó anh em sẽ có cơ hội trúng game một kỳ bạch tuyết nha, được chưa? Một kỳ bạch tuyết. Tùng nói là làm. Ok bạn Lê Quang Phương nhé. Chào Vũ Nguyễn, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Giới thiệu với anh em, đây là em trai Lan Va Trọng Tín. Ok em, mọi người kết bạn với Lan Va Trọng Tín nha. Đây là em Ti Cam Ri. Ok, cảm ơn em. Em tự giới thiệu về mình đi em. Rồi, hầu như các anh em Em đây là các anh em yêu Lan nhé.
Đây còn nhỏ cây kỳ năm nhất để lại giới thiệu luôn. Đây, đây là em trai Phạm Tấn Ni. Người đây là một kiếm thủ nha mọi người nha. Okay. Chia sẻ cho anh Tùng đi ạ. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người kết bạn với Phạm Tấn Ni nha. Đây là toàn những người uy tín này mọi người. Còn đây giới thiệu với cả nhà, đây là Kỳ Nam Nhất. Kỳ Nam Nhất này để mầm gốc rồi nha anh em. Mọi người cho Kỳ đây, đó, đó cả nhà đang cười kìa. Đó, em nói mọi người ơi thử coi. Đây này, này đó, mọi người yêu quý Thanh Tùng, yêu quý Kỳ Năm Nhất thì hãy chia sẻ bài nhé mọi người nhé, chia sẻ nhiều lên cho anh em vào đông nào, chia sẻ cho anh em vào đông nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Comment thì chạy hơi nhanh cho nên Tùng không đọc hết, không gọi tên hết được mọi người nha. Chào Huy Lê, chào Hà Tiến Đạt, chào Tuấn Nguyễn, chào bạn yêu Nguyễn Bá Kiểm, chào Hoa Lan Phú Lê, chào Thế Ngô Ngọc, rất là nhiều, chào Gia Bảo nha, rất là nhiều người, thành ra Tùng không đọc hết được. Chốt Kỳ Năm Nhất chết cha rồi, sao lại chốt Kỳ Năm Nhất? Vừa giới thiệu Kỳ Năm Nhất vừa lại chốt Kỳ Năm Nhất. Ok, chốt người đẹp không tên là được chứ chốt người đẹp đó là không được. Kỳ này ra 7 tỷ. Ôi giời, sao nhiều người chốt Kỳ Năm Nhất thế? Đấy, mọi người hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện nhá. Có nhiều chuyện thú vị và hấp dẫn nha. Có nhiều chuyện rất là thú vị và hấp dẫn trong đêm nay. Đó, có sự chứng kiến của giáo sư Trần Duy Quý, chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Hoa Lan Việt Nam AOV. Ôi giời ơi. Chào Nguyễn Thành, chào Dũng Nguyễn, chào em trai Nguyễn Duy Tân, chia sẻ cho Tùng đây. Anh em ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, chia sẻ cho Tùng đây. Chào Lim Nguyễn Đức nha. Hello Thiết Trần. Chào Nguyễn Luân. Mọi người ơi, mọi người, mọi người vào đông đông để chúng ta vào việc luôn nhé. Con cảm ơn thầy Trần Duy Quý ạ. Tối đêm nay Tùng và thầy Trần Duy Quý cùng với anh Danh Hài Chiến Thắng sẽ chia sẻ cho mọi người những điều thú vị, những điều thú vị mà nó đã diễn ra từ rất lâu, và đặc biệt một số điều đã diễn ra mới ngày hôm kia hôm qua thôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau trên cái talk show này. Đó. Tùng với tư cách là chủ thớt livestream, rất mong cả nhà chia sẻ bài viết này lên các trang hội nhóm và vào trang cá nhân để chúng ta cùng chia sẻ yêu thương, chia sẻ đam mê mọi người nhé. Chào anh Đỗ Việt Hùng. Ủa anh Đỗ Việt Hùng lúc nãy đâu đâu mất tiêu rồi. À thế à? Ủa anh kia là anh Nguyễn Việt Hùng nhé. Cảm ơn anh Hà Văn Cao đã chia sẻ nhé. Em chào anh Đinh Hóa. Chào bạn Luân Nguyễn Hoàng Luân nha. Mọi người ơi, chia sẻ nhiều lên để chúng ta vào việc luôn, chúng ta nói chuyện luôn nha. Chia sẻ vào trang cá nhân và chia sẻ lên các trang hội nhóm mọi người nhé, để đông anh em vào xem. Chào em gái Thanh Tâm, chào Nguyễn Đức Nghị, chào Toàn Vũ, chào Tuấn Nguyễn. Đó, hôm nay thì sẽ chia sẻ cho quý vị, các anh chị và các bạn nhiều điều rất là vui và thú vị nhé. Bên cạnh đó, ai mà chia sẻ lên trang cá nhân và chia sẻ lên ít nhất là 2-3 hội nhóm trở lên thì sẽ có cơ hội trúng một kỳ bạch tuyết nha. Chào Vườn Lan Tố Như. Mọi người ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đi. Anh em. Alo. Anh đây. Sao em? Em cho lên sóng luôn rồi hả? Ok, để anh xem. Ờ.
Em đọc đi. Quá ok. Rồi rồi, ok em nhé. Ok ok em, ok em. Rồi rồi, anh đang livestream, chúc anh sẽ xem. Nha, ok. Chào Lan Va Vườn, chào Trần Văn Lợi. Hello Hải Nguyễn. Ô, em chào anh trai Seven Nguyễn. À. Đây. Anh ơi. Đây có mọi người ơi chia sẻ cho thầy Tùng đi. Ờ hôm nay là mọi người ơi chia sẻ cho thầy Quý đây. Chào tất cả anh chị em, chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người ơi, Trung Lê ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Chào bác Nguyễn Văn Bộ, chào lại Điệp nha. Đây. Đây Tùng kêu nhá. Mọi người ơi, mọi người ơi, chia sẻ cho Danh Hải 9 tháng đi. Người bán vé chai, người lượm vé số đây này anh em. Chào cả nhà, chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ. Dạ. Ok, chút xíu nữa chúng ta sẽ vào việc nha mọi người. Chào Ninh Thế Phụng. Đâu rồi mọi người? Mọi người đâu rồi? Mọi người chia sẻ nhiều nhiều lên nào. Mọi người chia sẻ nhiều nhiều lên nhé. Xin chào Lê Bảo Trân đang xem live của anh. Chia sẻ hôm nay mà không chia sẻ nghỉ chơi luôn. Hôm nay Lê Bảo Trân không chia sẻ bài của anh Tùng là anh Tùng nghỉ chơi luôn. À, Tùng rất là cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tại vì mỗi lần lên live thì anh em vào rất là đông, à, yêu quý Tùng thả like tim. Rồi mọi người còn comment chia sẻ bài cho Tùng. Tùng xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào Hương Trần, hello Baby, chào Hoa Lan Thiếu Phạm, chào anh Dinh Sài Gòn, chào Hồng Mina nhé. Sắp tới đây thì Tùng sẽ live stream trên một cái fanpage rất là lâu của Tùng nha mọi người nha. Hồng Mina, chào anh Thành, Lê Kim Thành đi. Hồng Mina là ai nhỉ? Xin chào Hồng Mina. À rồi, ok. Ok, xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, chia sẻ cho thầy Tùng một nốt lên trang cá nhân và nhiều hội nhóm cho mình nhá. Hôm nay ai chia sẻ mà lúc nào lên 1.000k nhá, 1.1.1k là sẽ có quà tặng đặc biệt. Quà tặng như thế nào anh Tùng tiết lộ nhá. Một cái bạch tuyết. Một cái bạch tuyết. Nhưng mà mọi người vào đông á, chứ ai mua like cho Tùng là Tùng không chịu đâu nha. Comment hơi bị nhanh thành ra Tùng đọc không hết và chào mọi người không hết, rất mong mọi người thông cảm nha. Chào Minh Nghĩa Lê. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi mọi người. Chào em trai Hoàng Di Hát nha. Chào Trần Sơn. Hôm nay với sự có mặt của giáo sư Trần Duy Quý, chủ tịch Hiệp hội sản xuất kinh doanh Hoa Lan Việt Nam AOV, với Danh Hài 9 tháng thì chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ vào cái câu chuyện ngày hôm nay, đó là chia sẻ những điều tốt đẹp nhất trong ngành lan, những gì tuyệt vời nhất đã trải qua, cũng như chia sẻ những cái gì khó khăn nhất và thời gian vừa qua anh em chúng ta cùng gặp phải nha anh em nhé. Và trước mặt mọi người đây là một người em Tùng rất là trân quý, mặc dù nhỏ tuổi nhưng em rất là giỏi và có một cái tinh thần rất là đoàn kết trong thế giới lằn va nha anh em nhé. Và đặc biệt là chơi rất là đẹp nha. Tặng hắn anh Tùng một kg Long Khánh. Rồi sau đó anh Tùng tặng lại nhiều tỏi. Chào Phan Thành Luân. Ok, cảm ơn lại Điệp rất là nhiều. Chào Nguyễn Xuân Sướng em trai. Đây, kêu Nguyễn Xuân Sướng chia sẻ cho anh nè. Nguyễn Xuân Sướng chia sẻ cho anh Tùng đi, Nguyễn Xuân Sướng ơi. Đấy, chào anh trai Lương Thắng. Anh Ninh Thế Phụng chào em trai Lê Bảo Trân này.
em chào tất cả các anh chị đang xem livestream của anh Tùng Hói dễ thương nha. Hôm nay có dịp anh em canh ngọ bọn em lên đây chơi thì lại được cái rất là vinh dự được gặp thầy Trần Duy Quý và anh Chiến Thắng thì cũng ngồi ở đây giao lưu với cùng với tất cả mọi người ạ. Chúc cả nhà một buổi tối thật là ấm áp ạ. Ok, cảm ơn em trai rất là nhiều. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người được những lời chúc mừng, những lời chúc sức khỏe rất là tốt đẹp từ mọi người đang có mặt ở đây nhé. Chào em trai Trung Vũ. Chào Fancy. Em chào anh trai Phạm Xuân Lộc. Anh number one, anh của tôi tuyệt vời. Yêu Lan, mê Lan. Rất có tâm với ngành Lan, với anh em chơi Lan, với những người khó khăn. Quá tuyệt vời cho một tấm lòng. Cảm ơn anh. Chào Lê Quỳnh Như. Ok, Hải Nguyễn nha. Tùng sẽ gửi lời nha. Giáo sư Trần Duy Quý. Đấy. Hơn 600 rồi. Chào em trai Tín Tư Tắn nha. Chào chị Anh Tuyết Victory. Đây mọi người đang ngồi ở đây. Vườn của Tùng thì buổi tối này là cực mát mọi người ạ. Rất là mát mẻ nhá. Đó, rất là mát mẻ. Mọi người ơi, chia sẻ đây nào. Chia sẻ để chúng ta bắt đầu vào việc nhá. Em trai Tuấn Nguyễn ơi, qua đây chơi. Qua đây anh bán cho kỳ gì ta? Người đẹp Bình Dương. Qua đây anh bán cho kỳ người đẹp Bình Dương Toàn Nguyễn ơi. Mọi người ơi, chia sẻ mạnh nào, chia sẻ mạnh nhá. Đấy. Vừa qua thì có rất là nhiều anh chị em yêu Lan đã rất mạnh mẽ. Trong đó có câu lạc bộ Đại Lâm Mộc mọi người nhá. Ở thành phố Vũng Tàu vừa qua giao dịch Lan với số một cái số lượng tiền rất là lớn mà như mọi người đã biết rồi. Tùng không nhắc lại nữa. Coi hậu trường con ơi, coi hậu trường. Đấy. Và hôm nay á, thì có thầy Trần Duy Quý ở đây á, để chia sẻ một điều cực kỳ mới mẻ. Đó, thầy sẽ thông báo cho tất cả mọi người về một câu chuyện, về một câu chuyện, về một cái niềm tin mới cho tất cả anh em chúng ta. Mọi người chia sẻ mạnh như nào. Chào Hải Võ, Hải. Chào Thoại Phan. Chào Hoàng Phan. Cảm ơn Hoàng Phan. Đâu rồi mọi người? Mọi người đâu hết trơn rồi. Chào Nguyễn Văn Hưng. Ok Nguyễn Hoàn nha. Mọi người chia sẻ để hôm nay. Để hôm nay mọi người sẽ được có cơ hội tặng một kỳ bạch tuyết nha. Ok anh Vinh Quang. Tùng cho Chiến Thắng hát vài bài đi. Đây anh Chiến Thắng này, có rất là nhiều khán giả là đề nghị anh hát, nhưng mà chút xíu nữa anh Chiến Thắng sẽ hát nha mọi người nha. Ok cả nhà thì lát nữa sẽ hát. Okay. Lan nấu hát một bài về Lan mới về Tùng. Ok. Ok. Đó, nhà anh con anh Vinh Quang nhá, Vinh Quang nhá. Đó. Qua em uống trà anh ơi. Chào Huyền Hoàng nhé. Cảm ơn Huyền Hoàng. Chào Hoa Lan Mỹ Ngân nhá. Dạ anh Phạm Xuân Lộc. Cảm ơn anh Trường Nguyễn Trường. Chào em gái Hiếu Nguyễn. Chào Vũ Trung Anh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Em cầm nói chuyện cho anh mà nửa phút thôi. Anh nói chuyện bằng. Em xin chào cả nhà. Em được sự ủy quyền của anh Nguyễn Thanh Tùng. Anh ấy nhường máy cho em nửa phút để nói chuyện với cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ hạnh phúc nha.
Hôm nay khoảng một tháng nay thì em mới được lên thăm vườn của anh Nguyễn Thanh Tùng. Bữa nay cây đẹp quá. Em mời cả nhà ngắm bạch tuyết nha. Đây những cái bạch tuyết khi mà về vườn mới đây. Những cái mầm gốc như thế này. Em xin chào 610 anh chị đang xem live. Hello anh Phạm Xuân Lộc. Em chào anh Vườn Lan Hưng Hương. Em chào chị Hồng Minh Châu. Những cái mầm bạch tuyết khi về vườn mới đây ạ. Em chào anh Lương Thắng, chào anh Nhật Thành. Chào anh Hiếu Nguyễn. Anh Tùng sau khi cây đưa về vườn mới thì đã bắt đầu là thích hợp với lại chế độ chăm sóc ở vườn mới. Thì cây phát triển rất là tốt. Đây ạ. Em được sự ủy quyền của anh Tùng nhường máy cho em live stream giới thiệu với cả nhà một chút xíu cây. Để anh Tùng anh ấy có việc riêng một tí xíu ạ. Chào bạn Hà Trương Mobile nha. Và chào 600 anh chị đang xem live. Đây ạ, đây là những cái cây năm cánh trắng người đẹp không tên. Hôm nay nở ở vườn, ngày hôm qua và ngày hôm nay là nở tại vườn Lan Hai Beo. Hoa tự nhiên rất là đẹp cả nhà. Cả nhà thông cảm nha, anh Tùng đang có việc riêng một tí xíu. Em xin đi sơ giới thiệu cây. Đây là cây năm cánh trắng đôi mắt Pleiku. Hello anh Jin Sài Gòn. Đây là một cây năm cánh trắng Bảo Duy. Em chào anh Hiếu Nguyễn. Và chào 605 anh chị đang xem live stream nha. Đây là cây đôi mắt Pleiku của anh Tùng. Xin phép cả nhà là em được sự ủy thác của anh Nguyễn Thanh Tùng cho em mượn máy 5 phút để anh Tùng có việc riêng ạ. Đây là cây năm cánh trắng Kinh Bắc. Sau khi về vườn mới thì cây thích hợp vườn mới rất là tốt. Mầm gốc lên rất là đẹp. Em chào anh Lê Mạnh Hà và chào 620 anh chị đang xem live stream. Đây ạ, về vườn mới thì ở đây được cái là gió rất là thoáng. Vườn làm ở trên cao thì gió rất là thoáng. Không gian vườn thì rất là đẹp. Đây ạ. Em xin mời cả nhà ngắm vườn của anh Nguyễn Thanh Tùng nha. Đây là những cây năm cánh trắng Phú Thọ. Cây nào cũng mầm gốc rất là đều và đẹp. Cả nhà xem live stream cho anh Nguyễn Thanh Tùng xin một chấm chia sẻ đi ạ. Để mọi người cùng đón chờ những cái điều tiếp theo ở trong buổi live stream ngày hôm nay ạ. Dạ vâng anh Vườn Lan Hưng Hương. Đây ạ. Thực ra chăm cây lan thì cũng như con người vậy thôi. Thì tất cả mọi người cùng phải cảm nhận được cây thì chăm sóc mới phát triển được tốt. Đây ạ. Những cái cây hồng yên thủy như thế này ạ. Thân lá đều từ trên xuống dưới, không bị mất một lá chân nào. Phú Thọ phê ha. Đây ạ. Đây là những cái mầm cây năm cánh trắng Phú Thọ. Tắt cái... Thôi anh lại đi. Ok. Xin chào cả nhà. Vừa rồi thì Tùng nhờ Tuân cầm máy một chút. Thì ngay sau đây thì cũng đã đông người xem rồi. Thì ngay sau đây Tùng sẽ mời mọi người sẽ cùng với Tùng giao lưu với lại giáo sư Trần Duy Quý, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Hoa Lan Việt Nam AOV. Thì xin chào tất cả anh chị em yêu lan cả nước. Dạ. Hôm nay nhân chuyến đi công tác vào thành phố Hồ Chí Minh, mình cùng với một số anh em có nghe
thăm vườn lan anh Tùng tại thành phố Di An. Thành phố Di An, Bình Dương. Đây là một cái vườn mà theo mình cũng gọi loại là mẫu mực. Tuy không lớn, chỉ khoảng độ vài trăm mét vuông. 600 mét thôi ạ. 600 mét. Thế nhưng mà rất là sạch và cao ráo thoáng mát. Dạ. Đủ điều kiện để mà phát triển tất cả các loại lan truyền thống cũng như là lan bạc. Cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Thì như thầy đã biết đó, con và các anh em yêu lan trên toàn quốc cũng đã cố gắng phấn đấu, trước hết là sưu tầm những con giống, những giống quý, thứ hai là nuôi trồng, chăm sóc các cái loại lan quý hiếm ấy. Thì con và các anh em rất mong muốn là cây lan của chúng ta đang sở hữu nó sẽ có một cái hướng đi mới hoặc là lên một cái tầm cao mới. Thì con hỏi một câu thay mặt cho anh em yêu lan cả nước, con xin hỏi giáo sư một câu là muốn để cho cái ngành lan của chúng ta mà phát triển một cách bền vững, thì chúng ta cần những cái điều gì? Với cái kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp hàng mấy chục năm, thì giáo sư cho cái đóng góp cho cái ý kiến ạ. Đây là một cái câu hỏi rất hay mà tất cả anh chị em yêu lan cả nước rất trăn trở và thường hỏi các cái nhà quản lý và các nhà khoa học, trong đó có tôi là một người nghiên cứu nhiều năm trong lĩnh vực về di truyền chọn giống cây trồng. Có thể nói rằng là hoa lan là một cái lĩnh vực đặc biệt, nó là một cái thú chơi tao nhã của cha ông chúng ta để lại từ thế kỷ 13, và bây giờ nó đã được tiến lên và càng ngày càng phát triển lên một tầm cao mới. Tuy nhiên để nó phát triển bền vững và trở thành một ngành sản xuất chính như nghị định năm 2019 đưa ra năm 2018, thì tất cả anh chị em yêu lan cả nước chúng ta phải cùng tập trung sưu tầm, chăm sóc và nuôi dưỡng hoa lan thật đúng kỹ thuật, đúng giống chia ra. Và chúng ta tùy theo từng nhóm giống để chúng ta có cái cách chăm sóc và duy trì nó một cách tốt đẹp nhất. Thế và nhà nước phải có một cái chủ trương là chính sách để phát triển cái ngành này như các ngành lúa gạo, như các ngành hạt tiêu, như các ngành cà phê, hay là như các ngành tôm, đặc sản vân vân, để lấy ngoại tệ cho đất nước. Giống như Thái Lan năm 1957, khi vua Thái Lan đề xuất chương trình này, và ông cũng chính là người tổ chức ra chương trình và chủ nhiệm chương trình hoa lan quốc gia Thái Lan. Trải qua hơn nửa thế kỷ, Thái Lan đi tiên phong tất cả các nước Đông Nam Á và xuất hàng năm tới gần nửa tỷ đô la về hoa lan. Việt Nam chúng ta về tiềm năng có 1.400 đoàn và 158 chi, không thua kém gì các nước và còn hơn cả Thái Lan. Và chúng ta lại có truyền thống. Vì vậy mà để ngành hoa lan chúng ta phát triển ngành sản xuất chính, thì trước tiên nhà nước cần phải có tổ chức, đó là xây dựng một cái hiệp hội sản xuất kinh doanh hoa lan Việt Nam cho phạm vi toàn quốc, tập hợp tất cả những anh chị em yêu lan, những chị anh thích sưu tầm, thích sản xuất và kinh doanh, tình nguyện vào tổ chức này để cùng nhau với lại nhà nước, với Bộ Nông nghiệp và các cơ quan chức năng xây dựng, đưa ra những quy chế, đưa ra những các cái cách để bảo tồn, cách để mà giữ bản quyền cho Việt Nam, và cách làm ra những sản phẩm hàng hóa mang cái chất xám cao, thì chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng trước tiên là nội tiêu trong nước và tiến tới xuất khẩu trong khu vực. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng các cái dòng lan tự nhiên của chúng ta, đặc biệt là các cái dòng lan va lai với nhau để tạo nên những các cái tổ hợp hoàn toàn mới, ứng dụng công nghệ cao trong thời đại 4.0, để dựa vào nhu cầu của các nước trong khu vực chúng ta xuất theo lô công nghiệp. Còn thú chơi riêng của chúng ta vẫn duy trì phát triển nó lên những tầm cao mới. Và như vậy thì việc ra đời hiệp hội sản xuất kinh doanh hoa lan là đặc biệt cần thiết, và rất mong muốn
các cơ quan chức năng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ và cơ quan của Chính phủ, thì hãy hỗ trợ tất cả những anh chị em yêu lan trong cả nước hình thành và xây dựng nên một hiệp hội vững mạnh dưới sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng nhà nước, tham gia vào đóng góp bằng thuế thông qua việc sản xuất kinh doanh hoa lan cho đất nước ngày càng phát triển và hùng mạnh. Dạ, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và còn một điều nữa là con và các anh em cũng đang rất nóng lòng muốn biết là cái phương hướng cũng như là cái quy trình mà để chúng ta hoàn thiện cái bộ quy tắc để mà chúng ta chính thức được nhà nước công nhận một cái hiệp hội sản xuất kinh doanh hoa lan. Thì cái tiến trình này đã đi tới hiện nay thì cũng rất phấn khởi là hiệp hội là luôn đoàn kết tập hợp xung quanh tất cả những cái anh em nhà vườn, những anh em làm trong ban vận động, và đã có đề ra những các cái bản thảo và chuẩn bị hồ sơ rất là chú đáo và chỉnh sửa tốt để trình các cơ quan chức năng. Thì tôi tin tưởng trong một tương lai không xa thì hiệp hội của chúng ta sẽ được ra đời và đáp ứng được tất cả nguyện vọng mong mỏi của anh chị em yêu lan cả nước, và cũng là mong mỏi của các cơ quan chức năng mà giúp nhà nước quản lý một cái ngành rất non trẻ và đầy tiềm năng, đầy hứa hẹn khi mà chúng ta bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, và đặc biệt là một cái ngành mà có thể mà đất nước ta hoàn toàn có tiềm năng để đem lại ngoại tệ cho đất nước. Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Con thay mặt cho tất cả các anh em chúc cho giáo sư luôn thật là mạnh khỏe, nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn giáo sư. Xin cảm ơn tất cả anh em. Đó, vừa rồi thì giáo sư Trần Duy Quý vừa chia sẻ với tất cả anh em chúng ta về cái câu chuyện những điều tốt đẹp trong ngành lan của chúng ta. Chúng ta sẽ được nhà nước hỗ trợ để chúng ta hoàn thiện cái hồ sơ để khi mà Hiệp hội Hoa Lan Việt Nam được chính thức ra đời thì khi đó chúng ta sẽ là người được bảo vệ, và khi đó thì sẽ có cái gọi là bản quyền về mặt hoa. Vậy thì ngay sau đây thì con cũng xin hỏi giáo sư rằng chúng ta sẽ kiện toàn cái bộ hồ sơ như thế nào để chúng ta đi đến một cái đăng ký bản quyền đấy giáo sư, đăng ký bản quyền về mặt hoa. Hiện nay thì theo luật giống cây trồng vừa được Quốc hội thông qua, tất cả những cái giống cây trồng muốn sản xuất và xuất khẩu ra thế giới thì đều phải bảo hộ và đăng ký bản quyền giống. Thí dụ như các giống lúa, ngô, khoai sắn, tiêu điều, cà phê, rồi thì tôm cá của Việt Nam khi xuất ra thì đều là có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng và được đăng ký bản quyền. Hoa lan chúng ta không ngoại lệ. Tất cả những vật bông quý hiếm của chúng ta mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam mới có. Thí dụ như Bảo Duy, Thanh Ngọc, Phú Thọ, Hồng Minh Châu, Hồng Yên Thủy, hay Hồng Xòe, hay là Hado, Hiền Oanh, vân vân. Thì tất cả những cái này khi chúng ta đã sản xuất thành một số lượng lớn hàng hóa thì các cái nhóm tổ chức hoặc các cái người đầu tiên phát hiện và đặt tên cái bông này, bông hoa lan này, thì có quyền đăng ký với nhà nước thông qua cái văn phòng bảo hộ giống cây trồng thuộc Hiệp hội giống cây trồng mà dưới sự quản lý của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn mà giao cho Cục Trồng trọt chỉ đạo cái văn phòng này. Thì chúng ta sẽ làm hồ sơ đăng ký đầy đủ về từng mặt bông và đăng ký bản quyền cho nó, cho cái nhóm tác giả phát hiện ra. Và đấy, cái bản quyền đó nó là chứng tỏ, chứng minh là cái người phát hiện đầu tiên được cái vinh dự giữ nó. Nhưng cái bản quyền này cũng là tài sản của đất nước. Chúng ta khi muốn giao lưu và bán cái bản quyền ra nước ngoài đều phải xin phép nhà nước cho phép bán hay không. Thì cái đó nhà nước sẽ có những quy định chính sách rất cụ thể. Và có thể nói rằng là việc mà đăng ký bản quyền là việc tất yếu, và ngành lan chúng ta cũng không ngoại lệ, và chúng ta sẽ tiếp tục làm. Và sau này khi hiệp hội ra đời hoàn chỉnh thì sẽ giúp tất cả anh chị em yêu lan cả nước có những mặt bông mới mà đã được đặt tên muốn đăng ký bản quyền, thì hiệp hội sẽ giúp
tổ chức các cái đơn từ và các cái tài liệu và cũng như là các cái văn bản cụ thể, các cái bản mô tả vân vân để mà giúp đăng ký cho các cái hợp hội, các nhóm, các cá nhân, anh chị em yêu lan cả nước mà tham gia vào trong hiệp hội, để làm thế nào chúng ta vừa có cơ sở pháp lý để sản xuất, vừa có cơ sở pháp lý để kinh doanh, vừa có cơ sở pháp lý để xuất khẩu các cái mặt hàng, các cái giống lan của chúng ta ra nước ngoài. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. À, lý do mà Tùng đặt ra câu hỏi như vậy với giáo sư đó mọi người thì là cái vấn đề sai cây khi mà chúng ta sưu tầm nó đã từng xảy ra và nó gây là một cái hệ lụy rất là lớn. Thì khi mà đăng ký bản quyền về cái mặt hoa thì trong các cái trong bộ hồ sơ để kiện toàn để cho hiệp hội được ra đời đó mọi người, thì sẽ là bảo vệ những người chơi lan của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bị mua phải sai cây. Tại vì khi mà một nhà vườn nào mà có cây giống gì thì phải đăng ký bên phía hiệp hội, để không, và khi người mới mua thì người ta sẽ thông qua cái hiệp hội để người ta mua cái giống đấy thì sẽ không bị sai cây. Tức là vấn đề ở đây nói ngắn gọn lại là giải quyết vấn đề sai cây. Còn vấn đề mà hiệp hội ra đời thì như Tùng được biết trong các bộ hồ sơ để kiện toàn để được thành lập á, thì sẽ rất là đầy đủ mọi người ạ. Cái đó sẽ được công bố sau cho anh em yêu lan cả nước, cho các nhà vườn, để chúng ta yên tâm sản xuất, kinh doanh cái ngành hoa lan của chúng ta. Đấy. Hôm nay thì Tùng cũng lo nói chuyện và dành một số câu hỏi đến giáo sư Trần Duy Quý, thành là không có trả lời được một số các cái comment của mọi người, rất mong mọi người thông cảm nhé. Đây. Và hôm nay về thăm vườn của Tùng thì có danh hài chiến thắng là một người anh cũng rất là đam mê hoa lan mọi người ạ. Đấy thì cũng dành một câu hỏi đến anh. Lý do tại sao mà anh lại đam mê hoa lan, thậm chí là anh chiến thắng đam mê hoa lan trước Tùng nhiều mọi người ạ. Vâng, lời đầu tiên thì chiến thắng xin chào tất cả các anh các chị. Chào tất cả quý vị từ thành thị tới nông thôn, từ sân côn tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang. Em chào từ Hà Giang, chào sang Yên Bài. Em chào từ Móng Cái đến mãi Dĩ An quê mình, với tất cả tâm tình là em xin chào các bác. Okay. Xin chào Hà Văn Thiện, chào anh Ngao này. Vâng, câu hỏi của Tùng như này thì cũng xin bật mí với quý vị là chiến thắng yêu hoa lan, vì cũng như thầy Quý đã nói là nó cũng là một cái thú vui tao nhã đấy, vừa về nói về kinh tế này đấy, và nói về cái cuối cùng chốt lại là đam mê chiến thắng. Mê hoa lan là cái đam mê của mình, cái thú vui của mình. Thì hôm nay được vào thăm em Thanh Tùng ở vườn lan Thanh Tùng ở Dĩ An, Bình Dương này rất là vui. Vì sao chiến thắng lại bật mí tiếp, vì sao yêu hoa lan? Vì là từ khi biết chơi cái này và lại thấy cứ mỗi một lần lại thấy một giò lan lại có tên rất là đáng yêu, lúc thì là Hồng Yên Thủy, năm cánh trắng Phú Thọ này, rồi là đôi mắt Pleiku nhiều lắm, nó rất là tên, nó rất là dễ thương, còn là Cute đấy. Thế nên là càng là thấy đáng yêu, và đáng yêu nữa là anh em chơi lan lại cứ gần gũi nhau, xích lại gần nhau đấy, rất là đoàn kết đấy, cảm thấy mình rất là trân trọng, và mình cũng cứng vào để mình khám phá xem là có những cái gì đặc biệt nữa. Thì hôm nay đây chiến thắng lại khám phá ra một cái mới, đây nó là cái gọi là Hồng Mai Châu đấy, thì là ở chỗ em Thanh Tùng. Thì các bác ạ, chả biết có món quà gì ngoài mấy câu hát vui vui để tặng cho em Tùng và mọi người, đó là
mọi người hay nghe Chiến Thắng hát bài Chôm Chôm Lý Cò Phà thì hôm nay Chiến Thắng hát một bài Mai Châu đấy, Mai Châu của Thanh Tùng. Hát sống luôn, không đấy, không mà, cần nhạc à, hay là mở nhạc luôn? Không, thì hát chay. Hát chay luôn đấy. Nó mới máu. Mình là nông dân mà đúng không? Bây giờ anh ngồi đây anh nông dân đấy. Là như này. Anh đi xuống Dĩ An qua Bác hôm nào. Mùi mùa nhanh Mai Châu duyên dáng em chào. Mai Châu đẹp như là tiếng dao, anh ôm vào nghe lòng duyên sao, yêu em Tùng kỹ thuật làm sao. Đây có. Cảm ơn anh. Rất là hay. Thì chúc cho cả nhà mình, nhất là những người yêu lan trong cả nước là luôn luôn có nhiều sức khỏe, vui vẻ đoàn kết bên nhau. Sức khỏe này an khang, giàu sang thịnh vượng, công danh tiến bước, lộc rước đầy nhà, hạnh phúc đậm đà và đô la đầy két. Chia tay thì chia sẻ thế thôi. Xin cảm ơn cả nhà. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà. Nói chốt lại là chúc cho mọi người á, là mọi người yêu lan, đam mê lan, giống như Tùng, giống như anh Chiến Thắng này nè, là trăm cây thật đạt. Và bán lan có tiền, có tiền là có lan. Và có lan là có tiền. Có lan là có tiền. Đúng không? À, bây giờ mình bán lan được không? Hả anh em? Đấy, một số người cứ bảo là lan bây giờ bán, bây giờ tôi bán này. Tôi bán xem ai mua không nhá. Đấy. Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Tùng sẽ chào. À đúng rồi. Xuất khẩu thành nhạc anh ạ. Anh em Phạm Xuân Lộc rất là cái bài Chôm Chôm Lý Cò Phà đấy mà anh hát một phát anh hát ra ngay luôn mọi người. Rất là ngẫu hứng nha mọi người. Xin chào 1,1k người đang xem. Mọi người chia sẻ cho các bác anh các chị yêu lan cả nước, chúng ta cùng nhau chia sẻ thật nhiều cho em Thanh Tùng để hy vọng rằng một ngày nào đó tất cả các anh em yêu lan trên cả nước sẽ sum vầy gặp mặt gặp gỡ cùng nhau một gọi là một cái bữa hoành tráng, một sự kiện hoành tráng tại Thanh Tùng luôn. Vâng ạ, xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ạ. Ok, đó anh Chiến Thắng cũng đã hẹn với mọi người rồi nhá, hẹn với 1,1k người đang xem nhá, là chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ nào đó sẽ sớm thôi tại nhà hàng của Tùng. Đấy, vườn lan là nằm trên tầng 3 nha mọi người nhá. Tại nhà hàng của Tùng thì sức chứa nếu cả trên cả dưới thì khoảng 3.000 người anh em nhá. Một ngày sớm nhất điều đó sẽ xảy ra. Còn câu chuyện mà mọi người đang rất là băn khoăn đó là về giá thành ha, đó là về giá thành hoặc là đầu ra thì mọi người đã biết rồi, anh em yêu lan trên toàn quốc đang rất là háo hức đang làm thị trường, trong đó có Tùng. Cảm ơn Hoa Lan, Hoàng Hoa Lan BD nha. Hôm qua thì Tùng có nói với cả nhà là hôm nay tại vườn lan Thanh Tùng, giáo sư Trần Duy Quý và danh hài Chiến Thắng sẽ có mặt ở đây để giao lưu với anh em. Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện một chút rồi sau đó là mình sẽ lại trò chuyện tiếp nhé. Chúng ta còn trò chuyện nhiều mọi người nhé. Đấy, đây. Bây giờ Tùng lại tiếp tục bán lan. Đây nhá. Tùng minh chứng cho 1,1k người đang xem nè. 1,1k người đang xem nhé. Anh chia sẻ cách âm kỳ. Chút xíu nữa Tùng sẽ chia sẻ đây. Chia sẻ cách âm kỳ nhá. Cách âm kỳ này Tùng đặt tên là cách liều nha mọi người nhá. Cách này là cách liều. Người đẹp không tên là lên hết rồi mọi người nhá. Người đẹp không tên lên hết rồi, trong chỉ có một tháng nha anh em. Hôm nay là một tháng 5 ngày. Đấy, một tháng 5 ngày nha. Và bây giờ Tùng sẽ bán một ki 5 cái trắng Phú Thọ. Ngân hàng chào giá. Một ki 5 cái trắng Phú Thọ rất là đẹp. Trên có một ki trên thân. Cái này thân mẹ khoảng 25 cm. Đấy, hai cái mầm gốc thì mỗi mầm khoảng mười mấy cm nha mọi người nha. Đó, 5 cánh trắng Phú Thọ nền tảng của mọi thời đại nha anh em. Nền tảng của mọi thời đại. Ok, em chào anh Thọ Tây Bắc.
Chào anh Phạm Phú Cường nha. Ok anh. Trân trọng kính mời anh Thọ Tây Bắc, anh Phạm Phú Cường và 1,1k người đang xem live có dịp vào vườn của Tùng chơi với Tùng, tham quan vườn nha. Còn đồ bài bán hàng hôm nay, Tùng đây hôm nay lên live không phải là mục đích bán hàng, nhưng mà bán hàng để cho anh em biết rằng là cái cây tầm thấp nhất, cây tầm thấp nhất như này là cây Phú Thọ nha. Cây Phú Thọ Tùng bán một cái là rất nhiều người chốt luôn này, anh em tin không? Nhưng mà ai chốt trước là coi như được lộc nha. Mọi người hãy soạn này, chốt số điện thoại, Tùng công bố giá một cái là mọi người gửi comment liền nha. Ngay sau đây Tùng sẽ kêu giá Phú Thọ 25 sen. Phú Thọ 25 sen Tùng chia sẻ cho cả nhà yêu lan với giá là 999.999 đồng. Đây, đầu bài like á, đầu bài like cho nên Tùng chia sẻ giá rẻ nha. 999.999 đồng, có nghĩa là 6 số 9 đúng không anh em? 6 số 9 nha. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại. 999.999 đồng. Sức sống mới là chọc ghẹo cho nó đảo luôn. Ai mà chọc ghẹo Tùng hôm nay là Tùng cho nó đảo luôn, không nói nhiều. Đây, 1 kg nằm cái trắng Phú Thọ. Phú Thọ không đọ được đâu. Đây, nền tảng của mọi thời đại nha anh em. Ấn comment quá, cho Tùng một cái máy nào không? Đây, bị ấn comment quá. 1,3k người đứng xem. Ai chốt? Chốt cho Tú Quyền, người đã chia sẻ và đã đúng nha, chốt Tú Quyền nha. Đúng rồi, cái miệng sinh ra là để nói lời hay ý đẹp. Rồi, ok, cảm ơn bạn Tú Quyền rất nhiều. Bạn vui lòng chuyển khoản cho Tùng theo số tài khoản 49699. Bạn Tú Quyền ơi, vui lòng chuyển khoản cho mình theo số tài khoản 49699 MB Bank nhá. Ok, Tú Quyền ok rồi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Anh Phạm Xuân Lộc đã bị muộn rồi. Cảm ơn anh trai rất là nhiều. Đây mọi người. Đây, Tú Quyền đã có thẻ luôn nha. Tú Quyền đã chia sẻ là đã có thẻ đây nha Tú Quyền ơi. Số điện thoại 0977 575 861. Mọi người kết bạn với Tú Quyền nha. Hả? Đây con lấy cái máy này này con, xin. Rồi, mọi người thấy chưa? Phú Thọ không đọ được đâu nha. Phú Thọ là một mặt hoa có mặt từ năm 1972 đến nay. Mà đến bây giờ Tùng cứ bán một kỳ vậy là triệu, bán kỳ vậy triệu. Nếu mà Tùng có 1.000 kỳ là có 1.000 triệu. Đúng anh em? 1.000 triệu có phải 1 tỷ không anh em? Đúng rồi Thú Quyền ơi. Ngân hàng MB Bank nha, ngân hàng quân đội. Tên Tùng luôn nha. Tiếp tục nha. Anh em tiếp tục nha. Đây là Tùng đang bán hàng để nói với anh em yêu lan biết rằng chúng ta phải vững tin, nên vững tâm và nên có niềm tin vào cây lan. Tại vì nó đẹp mà, nhiều người chơi mà. Tiếp tục là 1 kg năm cái trắng Phú Thọ, cực kỳ đẹp luôn. Ok, ngay sau đây để trao niềm tin cho anh em, Tùng lên một chậu năm cái trắng Phú Thọ 2 mầm gốc. Thân cái chậu này khoảng độ hơn 20 sen nhá, hơn 20 sen. Tùng cũng chia sẻ cho anh em với giá là 999k, 999.999 đồng nha. 6 số 9 nha anh em. Anh em nào chốt ghi chốt số điện thoại và giá nha. 999.999 đồng.
hai chốt ghi chốt số điện thoại 999.999 đồng. Đây, cực kỳ đẹp nha. Hai chốt ghi chốt số điện thoại và giá nha. 999.999 đồng. 999.999 đồng ký Phú Thọ này anh em ơi. Đây, đẹp không anh em? Trăm cây đẹp thì bán được thôi, có gì đâu anh em nha mọi người nha. Cảm ơn Sang Quang. Có ai chốt không? Ai chốt không? Ai chốt không? 999.999 đồng ký Phú Thọ này nha. Ai chốt thì chuyển khoản liền cho Tùng nha. Ai chốt thì chuyển khoản ngay và liền nha. Chuyển khoản vào số tài khoản 49649 Ngân hàng Quân đội nha. Tên Tùng luôn. 999.999 đồng. Đoàn Chí Thái chốt không đúng rồi. Chốt số điện thoại và giá nha. Chốt số điện thoại và giá. Một kỳ năm cánh trắng Phú Thọ, cực kỳ đẹp. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá nha. Chốt số điện thoại 999.999 đồng. Ấn comment quá, đừng cái máy nào kia. Ok. Rồi, chuyến luôn rồi này. Rồi, chốt kỳ này cho anh Phạm Xuân Lộc nha. Ai? Ai chốt? Ấn comment quá không thấy. Hay nào? Mỗi người ít cho nó vui. Tiệm bánh A Mập à? Ủa, xin làm gì con? Ấn comment quá nhỉ. Em bị ấn comment quá mọi người ạ. Em ấn comment quá mọi người ạ. Rồi bạn Tú Quyền ơi, mình đã nhận được tiền rồi nha. Đây, Tú Quyền đã chuyển rồi. 999.999 đồng. Mọi người ơi. Ok. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi. Em chào anh Ngọc Mao Phạm. Mọi người thấy chưa? Có nhiều chơi nhiều. Có 1 triệu chơi 1 triệu. Đúng không? Có 1 triệu chơi 1 triệu. Ok anh Ngọc Mao Phạm. Những thành phần anti-fan nào, bất kỳ nói tiếng nào, hôm nay Tùng chặn luôn, không nói nhiều. Được chưa? Tôi hỏi anh em, bây giờ tôi bán có 1 triệu một kỳ Phú Thọ mà nó bảo là tôi lùa. Nó bảo là tôi gì? Nó bảo là thôi mà không nói là mệt quá. Ở tối nay mình bán đúng 9 triệu 9 rồi. 9 triệu 9 mình cho bạn. Đúng 9 triệu 9. Chào bạn là anh Lê Thành Dư. Chào Thường Nguyễn. Chào Dương Vương. Anh Phạm Xuân Lộc ơi, em chốt cho anh cái kỳ 999.999 đồng anh nhé. Anh vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản 49649 Ngân hàng Quân đội giúp em. Đó, và hôm nay anh em nào muốn lên Tùng lên Người Đẹp Không Tên không? Tùng chia sẻ Người Đẹp Không Tên và Bạch Tuyết luôn nha anh em. Bảo Duy Bạch Tuyết. Đó, mọi người thấy chưa? Đây là tại sao? Tại sao đầu bài live mà Tùng không có bán gì mà Tùng bán Phú Thọ? Tùng bán Phú Thọ, Tùng bán HO, Tùng bán Hồng Yến Thủy. Nó cũng là tiền anh em ạ. 1 triệu nó cũng là tiền. Nhưng mà mua cái kỳ nó xứng đáng không anh em? Đẹp đúng không? Hả? Rồi, ok. Ok. Ngay sau đây Tùng sẽ chia sẻ cho anh em
anh em thích Bạch Tuyết hay không tên? Anh em thích Bạch Tuyết hay không tên? Okay. Đây, Bạch Tuyết nha. Mọi người ơi, mọi người ơi. Bỏ cái bọc nó để bọc làm gì em? Anh cứ để đây luôn đây anh. Đây, một cái bài tuyết rất là đẹp luôn. Bây giờ hôm nay là Tùng sẽ giao lưu với anh em một cái bài tuyết rất là đẹp. Rất là đẹp nha. Một cái bài tuyết rất là đẹp trên một cái thân già. Nguyên một cái thân già. Nguyên một cái thân già nha. Thân già này thì đang còn mất ngủ. Nếu lên được cái mắt ngủ nào thì anh em được nha. Nếu lên được cái mắt nào nữa thì anh em được. Tùng chỉ bán một cái kia này thôi. Hôm nay là bán, Tùng bán giao lưu cho anh em nha. Anh em nào, anh em nào quý mến Tùng, yêu Lan thì sẽ chốt kia này. Đấy, một kia năm cánh trắng bạch tuyết. Và anh em nào chưa có vườn thì Tùng sẽ chăm hộ nha. Ok anh Đức Truyện. Đúng rồi anh Ngọc Ma Phạm ơi. Có gì chơi đó, có gì bán đó anh ạ. Đó, người ta có nhiều người ta chơi nhiều. Ai có tiền mua bạch tuyết thì mua bạch tuyết. Ai có tiền mua phú thọ thì mua phú thọ. Đúng anh em. Nếu kỳ bạch tuyết này mà mình chăm bằng kỳ phú thọ này thì anh em bảo bao nhiêu tiền đúng không? Đúng rồi Trần Văn Cường ơi. Danh hài Chiến Thắng là một người đam mê lan đây. Rất nhiều người chào anh Chiến Thắng. Và rất nhiều người chào thầy Trần Duy Quý nha. Đấy. Thì bây giờ đầu bài này Tùng sẽ chia sẻ cho anh em một kỳ năm cánh trắng bạch tuyết. Từ Phú Thọ mình bán Phú Thọ, mình bán HO, mình bán bạch tuyết, mình có gì mình bán đó. Anh em có nhiều chơi nhiều. Anh em có muốn cái gì thì mua cái đó, được chưa? Ok, hôm nay sẽ chỉ cách ươm kỳ luôn. Bạn Lương Quỳnh ơi. Ok, bây giờ Tùng sẽ chia sẻ cho anh em kỳ bạch tuyết này. Kỳ bạch tuyết này nhá. Cái này nó là kỳ 52 luôn đó anh em, từ cái bi luôn á. Đấy, đang đi rất là đẹp nha. Tùng chia sẻ cho anh em. Tùng chia sẻ cho anh em. Đi vậy. Đây này. Ok. Mọi người ơi, mọi người ơi. Đây rồi, có cậu cả đây rồi. Này, xem ai là người chốt, ai là người có duyên, ai là người có duyên với thầy Trần Duy Quý, với anh Danh Hải Chiến Thắng, và ai là người có duyên với Tùng đẹp trai đầu hói dễ thương. Ai chốt nha. Từ từ, phải nói này, chốt là Tùng sẽ đưa số đẹp luôn nha. Tùng sẽ đưa số đẹp cho mọi người. Coi như là được cái duyên cái lộc. Anh em mình duyên lộc cùng nhau đi, được chưa? Tùng chia sẻ cho anh em. Tùng chia sẻ cho anh em kỳ bạch tuyết này với giá là 26.666.666 đồng. 26 toàn 6. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá. 26 toàn 6. 26 toàn 6 nha. 26.666.666 đồng. Và ai không có vườn thì gửi Tùng chăm sóc, nhân giống. Và xin chỉ cho thầy đi. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại 26.666.666 đồng nha. Tùng sẽ chăm sóc, nhân giống và làm kinh tế cho anh em luôn. Này là hôm nay là chốt giao lưu thôi, chứ hôm nay Tùng không có mục đích bán hàng nha anh em. $26.666.000 nha. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá nha. Đoàn Chí Thái chốt không đúng rồi. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại
26.666.666 đồng nha. Trí tỷ đô. Trí tỷ đô. Bây giờ ai chốt là phải chuyển khoản liền nha. Trí tỷ đô ơi, trí tỷ đô. Bạn mà chốt thì bạn sẽ chuyển khoản cho Tùng luôn nha. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá. 26.666.666 đồng. Chốt cái kỳ bài tuyết không có chốt Tùng nha anh em. Tùng để thơm chốt thôi. Đâu rồi anh em, đâu rồi? Ai? Hả? Cái ảnh comment quá mà không lưu được, à không ghim được. Kỳ này đang đi ngọn nha mọi người ơi. Kỳ này đang đi ngọn nha. Đang đi ngọn đẹp nha. Anh Bùi anh chốt 20 triệu. Hả? Anh Bùi anh chốt 20 triệu. Đâu anh gì chốt 26 triệu rồi. Có Lưu Đình Thảo vào xem. Điện lạnh Hà Bắc chốt không có giá. Anh em chốt vào con giá. Con nhìn lên xem để con ghim cái máy này chốt ghim được mà. Trần Phi Nghiêm chốt đây nha. Hả? Không phải. Ông chốt 26 triệu. 9 tỷ đô đây này, anh tỷ đô này. Ừ. Để xem có đúng không? Mà nhiễu đoàn 26K không phải. Đọc cái số điện thoại cho anh. 0966. Không. 0966. Đọc 017. 30. Xin chào cả nhà. Ủa không nói chuyện cái là cả nhà đi đâu mất tiêu rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Đâu rồi cả nhà, đâu rồi cả nhà, đâu rồi mọi người ơi. Mọi người đâu rồi mọi người ơi. Nó cứ ấn comment mình không đọc được nhỉ. Mọi người ơi, mọi người ơi, chia sẻ bài cho Tùng đi. Hôm nay Tùng bán giao lưu một kỳ này thôi nha. Tùng bán giao lưu một kỳ này. Còn sau đó ai hỏi gì, ai muốn gì thì Tùng sẽ chia sẻ tiếp nha. Nha mọi người. Tùng hôm nay chủ yếu là giao lưu chứ không có mục đích bán hàng. Chỉ bán một kỳ. Tú Lão Đại hả? Đọc số 097. Rồi. 87. 09. Rồi. 589. Bị ấn comment quá Tùng không. Nhiều người chốt lắm thì ấn là comment hết. Ấn. À phải anh Tú Lão Đại không ạ? Phải anh Tú Lão Đại không ạ? Ok. Phạm gì? Nó ấn comment không đọc được này. Có số điện thoại không ạ? Để ghi số điện thoại. 0978. Hello, hello mọi người. 09589. Ủa giống số kia vậy? Giống Tú Lão Đại vậy? Trả lời Tú Lão Đại. À, trả lời Tú Lão Đại là hồi nãy con đưa chú rồi. À. Cảm ơn chú Nguyễn Văn Vén nha. 9 tỷ đô.
Ok, Trí tỷ đô ơi, chuyển trước 50% cũng được nha. Tứ 9, 6, tứ 9, mở với anh nha. Chuyển trước 50%, còn 50% chuyển sau cũng được. Hôm nay Tùng chỉ bán cho Lưu một cây thôi. Đó, còn ai hỏi gì thì Tùng mới chia sẻ tiếp nha. Trí tỷ đô đang muốn bị ấn comment anh yêu ơi. Ok em Võ Nhật Toàn, anh vẫn thấy thấy em. Thì nếu mà em chốt thì vẫn thấy em chốt nha. 26.666.666 đồng. Rồi, một số người hỏi người đẹp không tin. Một số người hỏi người đẹp không tin là chúng ta sẽ... Bạn Chí tỷ đô ơi, bạn chuyển 50% trước cũng được chứ. Số tài khoản 49649 mở với anh nhá. Tùng phải cho cái thằng Facebook nó ăn tiền thôi anh em ạ. Chứ nó ẩn comment quá, không đọc được comment. Chào Hữu Đạt, chào Lợi Lê. Mọi người chia sẻ đi mọi người. Mọi người chia sẻ đi, hôm nay Tùng sẽ cho anh em trúng một cây bài tuyết nha. Anh em nào hỏi gì Tùng sẽ lên cái đó nha. Hôm nay Tùng không có mục đích là bán hàng. Anh em hỏi gì thì mới chia sẻ cái đó nha anh em. Đấy, 100 cây, bất kỳ cây gì anh em ạ. Bất kỳ cây gì mà chăm lên mà nó xanh tốt, nó tươi tốt thế này mình cũng đã thích rồi mọi người. Cảm ơn anh Trường Nguyễn Trường nha. Đôi mắt Pleiku. Người đẹp không tên. Đâu rồi anh em? Anh em chia sẻ lên nào. Anh em chia sẻ, hôm nay Tùng sẽ cho anh em cơ hội trúng một cây bạch tuyết nha. Mọi người không chơi lan á, mọi người chưa có hiểu về cuộc chơi này. Tại sao mà bây giờ là làm là 100 cây? Tại vì nó đang còn ít, mình phải nhân giống, đúng không anh em? Đó, nhân giống thì cái mặt hoa nào đẹp thì nó sẽ tồn tại lâu, đúng không? Và được người chơi săn tìm. Đấy. Mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Bị ấn comment quá anh em ạ. Từ nãy giờ thấy anh Tài Phát Hưng rồi mà giờ chưa chào. Giờ chào, em chào anh Tài Phát Hưng nha. Em Tùng đẹp dai, đầu hói dễ thương. Chào anh em đang xem live. Xin chào anh Tài Phát Hưng. Tài Phát Hưng, Hưng Thịnh. Cái tên, cái nick Facebook nghe sướng gì đâu á. Phê cho anh em. Không phải tự nhiên mà được như này đúng không anh em? Lúc Tùng mua của nhà người ta đây. Về cũng may mắn. Thế là thần cây cũng thương, cũng thấy được.
gọi là cũng được. Đây, phê luôn. Hôm nay Tùng không có mục đích bán hàng nha anh em. Hôm nay chỉ lên giao lưu thôi. Chào em trai Lê Kết nha. Hôm nay Tùng không có mục đích bán hàng nha. Hôm nay chỉ lên giao lưu với anh em thôi. Lên giao lưu. Đương nhiên anh em nào cần cái gì, anh em nào cần gì thì sẽ Tùng sẽ lên nha. Cảm ơn Vũ Quảng nha. Anh em nào cần gì thì Tùng sẽ lên nha. Mình đi học hỏi được rất nhiều vườn họ chăm cây rất là đạt cả nhà. Họ chăm cây rất là đạt luôn, rất là đẹp. Rồi mình sẽ đúc kết. Ok anh Tài Phát Hưng, mình đúc kết lại về mình chăm ở vườn mình. Mà chăm ở vườn mình á là cũng tùy cây mọi người nhá. Ví dụ như cây này này, mình bỏ giá thể như thế này, tại vì nó đủ độ ẩm. Nhưng cái cây này á là nó không đủ độ ẩm thì mình thêm một ít rêu nha. Nó không đủ, tưới nó nhanh khô quá. Tưới nó nhanh khô quá thế là mình phải thêm. Cây này cũng vậy, cây này ổn, không cần rêu. Không cần rêu. Cây này cũng thế luôn. Độ ẩm rất là ok, mình để cái này thì nó sạch hơn đúng không anh em? Đó, nhưng mà cây nào mà ẩm không đủ thì mình sẽ thêm chút rêu. Tùy cây, trong vườn rồi nhưng mà tùy cây. Như cây này thì thiếu độ ẩm trầm trọng này, tưới nó rất là nhanh khô. Cây này nè, chậu này nè, tưới cực kỳ nhanh khô. Đó, cái này mình thêm một ít rêu ở trên cho nó che cho nó lâu khô. Xin chào các tình yêu, chào anh em. Cây này thì ok, cho nên là không cần rêu. Đấy, tưới thì nó giữ ẩm rất là tốt luôn. Đây là người đẹp không tên, mấy hôm nay, hai hôm nay làm mưa làm gió. Đúng rồi anh em, nở lại quá đẹp luôn. Ở vườn Lan Hai Beo nở lại là cực đẹp, nguyên một dây luôn. Đấy, Tùng cắt ươm rồi nhá, Tùng cắt ươm mà lên nhá. Người đẹp không tên. Đây cũng người đẹp không tên. Đây cũng người đẹp không tên. Người đẹp không tên. Người đẹp không tên. Phê không anh em? Trồng được cây người đẹp không tên phê không? Quá đẹp luôn. Đây là đôi mắt Pleiku. Đôi mắt Pleiku. Xin chào các tình yêu nha. Chúc mọi người thật mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui. Đó. Mấy cái Bảo Duy đây, đây cũng là người đẹp không tên đây. Người đẹp không tên. Cái này là có hai mầm lỡ cho nên là Tùng cắt ươm thì nó không có chưa có lên mầm nha. Đấy, còn mấy cây người đẹp không tên khác thì Tùng đã cắt ươm rồi. Đây là Kinh Bắc. Kinh Bắc nha anh em. Giờ đem vào cắt luôn. Cắm lên thôi. À đây, sẵn chia sẻ cho anh em này. Đang lúc chờ đợi các Kinh Bắc là chia sẻ cho anh em cái dàn mà dàn gì ta, người đẹp không tên á. Người đẹp không tên Tùng cắt cách đây là 1 tháng, đúng 1 tháng 5 ngày đấy mọi người. Mấy cây mà Tùng vừa chỉ cho mọi người á. Hôm nay đúng tròn 1 tháng 5 ngày. Đây, ra rễ rồi nha mọi người nhá. Đúng 1 tháng 5 ngày đây. Đúng 1 tháng 5 ngày nha anh em. Người đẹp không tên, 1 tháng 5 ngày đây. Mấy cái dài dài kia ở dưới nó là đang ra rễ đây mọi người nè. Nó ra rễ rồi đây. Người đẹp không tên ai có sẽ hên. Người đẹp không tên ai có sẽ hên. Ai có nhu cầu sưu tầm ới Tùng nha. Người đẹp không tên. Đó. Lên mầm hết rồi này. Lên
Mỗi tháng 5 ngày. Dạ, 1 tháng 5 ngày. Đấy, đấy, cái này là chuẩn nhất đấy. Cách đây vài hôm Tùng đang ươm 56 mắt Bảo Duy nha anh em. Hy vọng là khoảng vài tháng tới sẽ có kia cho anh em. Còn 69 mắt thì cũng là nhú rồi nhá. 69 mắt ươm lần trước thì cũng đã nhú rồi. Sắp có cái chia sẻ cho anh em rồi. Này là ra rễ hết rồi thầy này. Dưới này ra rễ đấy nè. Ra rễ này. Đúng rồi. Này ra rễ hết rồi. Đó, và mọi người đợi một lát, ngay sau đây thì thầy mà thầy ơi. Lấy cái giờ làm mới coi. Và sau đây. Ok, anh Tài Phát Hưng. Mỗi người thì có một cách ươm, một cách làm kia nha mọi người. Em qua đây cầm cho anh ấy, cầm máy. Chia sẻ anh Tùng nhiều quá nó mất thế. Ở đây gì? Lấy cái bình còn đi chút rồi. Cái này. Anh chia sẻ không ha? Cái khóa à? Tức là chia sẻ tiếp đi, bấm tiếp là mở được á. Chia sẻ anh Tùng nhiều quá chặn luôn. Mới đi, tí nữa cái tắt đây. Để cho mọi người chia sẻ đông đông lên trong để lên một căn khúc này xong rồi tắt. Vâng vâng đúng rồi. Để lại ba lá. Cắt ở giữa từ lá này tới lá này mình cắt ở giữa đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Để ba lá này. Đúng rồi. Đó. Thì nó sẽ tức là nó sẽ ra hai một gốc này. Nếu mà cắt cái này là nó sẽ tức ra. Có đăng kia thôi. Chỉ quay đoạn video để lấy máy quay đoạn video ạ. Ngoài Facebook để quay đoạn video. Đây là kinh Bắc. À, kinh Bắc. Anh ơi. Ok em. Ok em. Ok. Ok. Rồi rồi. Này. Bây giờ mình nghiên cứu trong đây là một khúc này. Hay là cắt hai khúc thôi. Hai khúc để 4 lá hay để 5 lá đi. Để 5 lá thì được cắt hai khúc một khúc hai mắt. Hợp lý đấy. Tại vì thế nào nếu mà nó tức thì ở đây mình khai thác được. Đây. Chắc chắn hàng này lên trước. Tại vì cái cây nó ngắn quá mà. Mình ươm được đây thì đây. Một là đây hay là đây, đây thôi. 4 lá hoặc 5 lá. 4 thì nó bị lỏ nhỉ. Thế mà đếm một khúc này. Vâng, một khúc đây là 2 này. Khúc đây là 3 này. Khúc đây là 4 này. Alo. Đây 4 thôi. Dạ. Đây để mình khai thác được ở đây cho nó trên thân ông thầy. Khai thác trên thân được không? Dạ. Nếu mà không ấy thì tùy theo món này lựa khoảng trên dưới 4 triệu. Khoan vào đây một phát này, khoan đây phát 3 rồi. Rủi ro.
gần 30 km là trên này là sẽ lên kia ngay. Không, chuỗi đó. Thì cũng được, đấy là từ xoay ngang đây dễ cắt này. À, đây. Bây giờ thì nếu như mà mình đầu tiên ý con á là con để ba lá. Thì xong con sẽ làm là 4 kia, 3 khúc, mỗi khúc 2 mắt. Thế ba khúc một khúc hai mắt chắc ăn hết. Thì đương nhiên là như vậy á thì là nó chắc, nhưng mà cái sau này lên mầm gốc á thì nó có thể yếu hơn. Cho nên giờ mình không tham, mình cắt tới đây thôi, mình để lại 5 lá. Thì suy ra sau đó mình cắt đôi thì được 2 khúc, mỗi khúc 2 mắt mấy. Thì nếu như nó tức thì nó cũng lên đây đằng kia mình cũng được đó. Thì thành ra bây giờ mình cắt ở đây, ở chỗ này để 5 lá, thì là nó tức thì nó cũng lên đây đằng kia mình. Vâng, đấy. Thì con nhờ thầy, hôm nay nhờ thầy sẽ cắt giúp con là ở chỗ này. Cắt kinh bát, giống kinh bát. Không có ý là đừng để xéo, đừng để xéo. Tôi sẽ cắt phẳng, thấp xuống một tí. Đây để trên này cắt phẳng. Vâng. Phẳng ngô gốc kìa. Chưa. Dưới tí là chưa. Rồi. Ok, 73 là vừa. Rồi, ok. Nha, cắt nha. Dạ, cắt. 73 thầy. Ai da, ôi thầy đang còn chuẩn lắm. Và lấy bro bỏ đây luôn đây. Không cần đấy. Anh là không dùng thuốc. Không dùng thuốc. Là cắt đôi ra đúng không? Như cắt... tôi ấy, là tôi cắt bác một. Bác. Tôi sẽ cắt một phát này, cắt phát này. À, cắt luôn. Đấy. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì thôi cắt làm hai, thì mỗi cái hai mắt thì hai bắt một quá. Vâng. Cắt đây này. Cắt bắt một được vì trên tốc con kia là gì? Cắt này thân nhỏ. Thân nhỏ. Chắc đấy. Thân to bắt một mắt được. Hai mắt. Con là con chơi này này, còn luôn đấy. Con là con chơi này. Đấy. Mỗi người một cách ôm nha anh em. Mỗi người một cách. Mỗi người một cách nha. Bắt cửa. Anh bắt luôn à? Bắt luôn. Bắt chân luôn. Mắt. Hết sức cẩn thận. Này là kinh Bắc nha anh em. Đây là kinh Bắc nha anh em. Cái đấy con để như thế thôi, còn không. Cây đó thì giờ anh không bôi gì hết. Đấy là cái cây mà nhiều tiền á, không có cần phải lạm dụng gì hết, cứ để tự nhiên. Xong rồi bôi hạt ô vũ thọ cứ làm thoải mái. Rồi tạm thời như vậy đi. Còn cách ươm thì mỗi người một cách. Tùng dùng theo cách của Tùng.
Bây giờ nãy giờ là không nói chuyện với một số thành phần là nói lung tung đúng không? Giờ ai mà nói lung tung là cho nó đảo luôn. Vườn rất dạn tay, rất ngưỡng mộ luôn ạ. Ok Nguyễn Bình nha. Kinh nhất miền Bắc rồi, Phạm Xuyên. Đây, Kinh Bắc này nha mọi người nha. Kinh Bắc cắt rồi. Nãy giờ lo cắt Kinh Bắc cho nên là không nói chuyện với cả nhà được. Chào Trung Sony. Xin chào mọi người nha. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Đó. Và như lời hứa, Tùng Hói nói là làm nha. Tùng Hói nói là làm. Sau đây sẽ lên cho anh em một cái bài tiết. Lên cho anh em một cái bạch tuyết nha. Lên cho anh em một cái bạch tuyết. Lên game cho anh em một cái bạch tuyết nha anh em. Bây giờ Tùng sẽ không tính máy chủ. Tùng sẽ tính máy phụ nha. Tùng sẽ ở như thế này mới sáng này. Như thế này mặt Tùng mới sáng này. Đó. Như thế này mới sáng sủa rồi đúng anh em. Hello Thương Long. Chào Phúc Baby. Bây giờ sẽ lên cho anh em một cái bạch tuyết đây. Nhú rồi các mọi người nha. Một cây bạch tuyết trị giá là 7,9 triệu. Một cây bạch tuyết đang lên 7,9 triệu cho anh em lên game. Mỗi người một cách Quốc Tuấn ơi. Đây, một cây bạch tuyết cho anh em trúng game. Và phải tìm lại tìm cái gì đây cho anh em. Bật tiếng cho anh em. Ê, chúng Tùng hôm nay Tùng sẽ theo cái máy phụ nha. Tại vì máy chủ ấn comment. Sao không để nó róc nước đã đổi bóng. Quốc Tuấn. Mỗi người một cách. Đâu xong giờ nó mới chạy tới đây ta. Alo Xuân Tín. Chào Xuân Tín, chào Hùng Đăng. Ủa sao cái máy này nó chạy chậm vậy ta? Nó chậm này, nó sang nó mất mấy giây. Đâu, này cắt xong lâu rồi mà. Bây giờ nó mới tới. Đúng rồi, nó đang mất gần 1 phút. Cả nhà đâu rồi? Cả nhà đâu rồi? Ngay sau đây cho cả nhà trúng game nhé. Ai chia sẻ thì mới đủ yếu tố mới hợp lại nha. Đâu rồi mọi người, đâu rồi? Mọi người chuẩn bị nhá. Mọi người sẽ trúng một cái 5 cái trắng bạch tuyết nha. Sao nó chạy chậm thế à? Cảm ơn Hiền Đặng. Sao mà nó chậm thế nhỉ? Đây mọi người này, Tùng qua lâu rồi mà giờ cái này nó mới tới đây nè. Qua lâu rồi cái này mới tới đây. Thì bây giờ mình theo cái máy này đi ha. Mình theo máy này nha. Cắt Kinh Bắc đi nha anh em. Đây cái máy này chậm quá, con theo dõi. Đây cái máy này ok mọi người này, nó chậm nhưng mà nó chậm một chút thôi. Nó chậm một chút thì mình sẽ theo cái máy này nha. Thank you.
chặn ngay. Em hả? Em chia sẻ nhá, chặn luôn. Ủa, em chia sẻ mà bị chặn á? Đâu rồi anh em, đâu rồi, bắt đầu nhá. Chào anh Trương Cường, chào Đặng Hà, chào Ngọc Hòa. Rồi, ngay sau đây, cho anh mượn tờ tiền đi em. Ngay sau đây mọi người sẽ đoán nha. Và đoán đúng, đồng thời chia sẻ thì mọi người sẽ trúng một cái bài tuyết này nhá. Tờ 500 cho nó xôm. Rồi. Mọi người đoán hai số cuối của tờ tiền này là số mấy? Đoán đúng, đồng thời chia sẻ bài viết thì sẽ giành chiến thắng. Nếu là người đầu tiên. Ok, bắt đầu. Xin mời. Xin mời anh em. Hai số cuối của tờ tiền này nhá. Và Tùng theo máy này nhá, Tùng theo máy này. Để tí Tùng lấy máy chủ này, Tùng quay lên đây để mọi người khỏi thắc mắc nha. Theo máy này, theo máy này. Bắt đầu đi mọi người. Trung Vũ 21 này, Lê Quang Vương 21, Chí Công Phong Lan 21, sao nhiều người 21 thế? Anh Trương Cường 99. Theo dõi cái này nha. Đây một cái bài tuyết nhá. Cho em trúng cái bài tuyết này. Tối ta. Không thêm mấy này mà. Rồi bắt đầu chưa mọi người? Mình thấy Chí Công Phong Lan 21, Chí Công Phong Lan 83, Trung Sony 90. Ma Xuân Chuyên Hoa 96. Ma Xuân Chuyên Hoa là 96 này. Trung Sony 13, Chí Công Phong Lan 38, Hồng Ánh 88. Đâu rồi mọi người? Nguyễn Bá Hoàng 39, Trần Tướng 66. Cái gì 21 tháng 4 Công Vương? Hùng đang 37 nha. Đâu rồi mọi người ơi? Tiếp tục đi nào. Mỗi người được đoán 5 lần đi. Võ Khắc Hoàng 08. Đâu rồi mọi người ơi? Nhanh lên em. Hai số cuối của tờ tiền nhá. Hai số cuối tờ tiền này là số mấy thì mọi người sẽ trúng cái bài tuyết nhá. Toàn Họ Lê 47, 48, Hùng Đăng 02, Trần Tướng 99. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi mọi người ơi, mọi người. Nguyễn Đình Hoài 05. Ai đoán đúng hai số cuối của tờ tiền là số mấy mọi người trúng một kỳ bài tuyết này nhá. Thiên Sinh Ô Chít 93, Nguyễn Thành 99,
Nguyễn Bá Hoàng, giờ anh mới nói đoán quá trời, không hiểu. Đây nha, ai đoán hai số cuối tờ tiền là số mấy sẽ trúng kỳ bạch tuyết này nha. Quang Huy 21. Toàn họ Lê 76. Nếu không ai đoán đúng thì Tùng sẽ gợi ý nha. Anh Thiên Phước 21. Hoa Lan Quảng Nôm 91. Võ Khắc Hoàng 61. 61 Bình Dương. Hoa Lan Quảng Nôm 01. À, Hoa Lan Quảng Nôm là lên 91 là lên 01 luôn. Rất là chơi. Nguyễn Hậu 57, Nguyễn Thành 42, cố lên mọi người ơi. Rồi bây giờ còn mỗi người đoán 5 lần nha, mỗi người đoán 5 lần. Lan Va Hùng Nguyễn 56, mỗi người được đoán 5 lần nha. Và bây giờ còn 5 phút nữa. Nhanh chóng nha, mỗi người đoán 5 lần. Tùng cho thời gian còn 5 phút để mọi người đoán nha. Sẽ thắng một kỳ bài tuyết cũng là tiền nha mọi người nha, cũng là tiền nha. Anh Thiên Phước 80, Thương Long 68, cố lên anh em. Quang Sĩ 82, cố gắng lên anh Thiên Phước ơi. Tội ghê á, tội anh Thiên Phước ghê á. Anh Thiên Phước là bây giờ anh có bạch tuyết là mấy chục mét luôn anh em. Bạch tuyết nha anh em. Này là vui chơi cho anh em, có thưởng cho vui nha anh em nha. Cảm ơn anh em. Trung Vũ 42, trúng được một số rồi. Trung Vũ ơi, trúng được một số rồi. Hai số trúng một số nha. Thương Long 36, Thiên Sinh Nhô Chít 11, Trân Châu Châu 22. Còn 3 phút nha anh em, Còn 3 phút. Cố lên anh em ơi. Đâu rồi mọi người ơi. Chơi cho vui mà. Võ Khắc Hoàng 34, Toàn Họ Lê 00. Cố lên em ơi, còn 2 phút. Còn 2 phút nữa anh em ơi. Đoàn Chí Thái 56, Đức Lương 46, Hoa Lan Quảng Nôm 14, Đoàn Chí Thái 46. Đoàn Chí Thái là sai hết rồi Đoàn Chí Thái ơi. Quang Sĩ 49, gần trúng rồi mọi người. Còn 2 phút. Hậu Nguyễn 43, gần trúng rồi mọi người. Còn 2 phút. Hậu Nguyễn 43.
ký hết rồi thầy ạ. Các cố ghi đi. 26 hết giờ rồi, không ai chúng rồi. Phải hẹn sau rồi. Hết giờ rồi. Còn 1 phút nha. Còn 1 phút. Cố lên anh em ơi. Giờ 83, giờ 38. Nguyễn Bá Hoàng GG38, Hùng Đăng 29, Thương Long 45. Cố lên anh em ơi. Còn 30 giây. Trung Vũ 12. Trung Vũ 12. Trúng được một số rồi Trung Vũ ơi. Trung Vũ ơi, trúng được một số rồi. Cố lên anh em ơi. Còn 15 giây. Cố lên nha, cố lên, cố lên. Cố lên nha anh em ơi. Hồng Ánh 08, Đức Nhân Bùi 92. Chúc anh em may mắn. Toàn họ Lê. Còn 9 giây nha. Còn 9 giây. Đức Nhân Bùi 02. Còn 9 giây nha. Còn 5 giây anh em ơi, còn 5 giây. Còn 9 giây. Đức Nhân Bùi 02. Còn 9 giây nha. Còn 5 giây anh em ơi, còn 5 giây. Còn 5 giây nữa nha. Còn 3 giây. An Phạm 22. Nguyễn Hậu 43. Cố lên anh em ơi. Ngô Nở 19. Ngô Nở 19. Chưa trúng nha Ngô Nở ơi. Cố lên. Rồi. Hết giờ. Hết giờ. Tùng bắt đầu đếm ngược nha. 9 8 7 6 5 4 Ngô Sĩ Đạo 18 3 2 Anh Thiên Phước 02 là đúng được một số anh Thiên Phước ơi. Anh Thiên Phước ơi, anh đoán 02 là đúng được một số rồi. Rồi, chốt. Cuộc chơi này bạn Báo Báo. Bạn Báo Báo đã trúng game. Chúc mừng Báo Báo. Báo Báo là ai Tùng cũng không biết luôn. Chưa bao giờ gặp. Xin chào. Chưa bao giờ gặp Báo Báo, không biết bạn là ai ở đâu và chưa thấy số điện thoại của bạn luôn. Chúc mừng bạn đã hợp lệ khi chia sẻ là 1. Đoán đúng số 26 là 2. Đây. Số là 262 mọi người nhá. Được thưởng chung kia về trước nữa. 262 nhá. 262. Chơi game cho anh em chơi thôi. Đây. Đây là 262 nhá. Bạn Báo Báo là đã đoán đầu tiên nha mọi người nhá. Báo Báo đoán đầu tiên. Báo Báo đoán đầu tiên luôn nhá. Chúc mừng Báo Báo nhá. Báo Báo đã đoán đầu tiên. Cảm ơn tất cả các anh em rất là nhiều. Báo Báo ơi, cho Tùng số điện thoại nhá. Để Sinh sẽ làm việc nhá. Bác Trương Cường ơi, bác Báo Báo là đoán đầu tiên cơ. Sinh thông minh thế. Mình không biết là Báo Báo là ai nha, nhưng Báo Báo đoán đầu tiên luôn. Bác Trương Cường đoán cũng đúng, nhưng mà bác Trương Cường đoán sau Báo Báo nha. Rồi, cảm ơn các anh em rất là nhiều. Cảm ơn nhiều ơi là nhiều luôn. Và bây giờ anh em muốn Tùng lên cái gì cho anh em sưu tầm không? Anh em muốn Tùng lên cái gì cho anh em sưu tầm không? Hy vọng bác Trương Cường và các anh em lần sau sẽ trúng. Tùng thì đêm nào live stream thì Tùng cũng thôi mình cứ sợ lợi tí, mình lên cho anh em tí game cho anh em vui.
cảm ơn tất cả các anh em rất là nhiều. Hai sáu là chắc mà ấn mãi không được. Báo Báo là người đầu tiên và Tùng không biết Báo Báo là ai, không biết ở đâu, không có số điện thoại luôn. Báo Báo nhắn số điện thoại qua nhé. Anh em ơi, vui chơi có thưởng nha anh em ơi, vui chơi có thưởng, may ai thì người ấy được thôi. Đó, chúng ta không trúng lần này thì trúng lần khác nha mọi người nha. Không nên nói những cái lời mà nó không đẹp với nhau. Báo Báo là đầu tiên, đây này. Đó là mình chỉ theo cái máy, không theo máy chủ. Mình theo máy phụ. Và Báo Báo là người đoán đầu tiên nha anh em. Tùng không biết Báo Báo là ai hết nha anh em. Nhưng Báo Báo là người trúng game. Báo Báo nhắn số điện thoại qua nha Báo Báo ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thôi hôm nay Tùng nghỉ live sớm một hôm nha. Chúc cả nhà thật mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui và có một đêm thật ngon giấc. Xin chào, good night.